Xin chào các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ làm cái bài tập toàn toán lớp 1 nha. Cho số khoa. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài số 9. Chúng ta tập viết con số 9 nha. Chỗ này nó cong cong khó viết. Rồi. Qua bài số 2. Bài số 2. Đếm lại cái nút này coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 này là 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi điền dấu bé vô lớn nha bạn. Rồi điền số thích hợp 9. Chỗ này chúng ta sẽ điền số 8 hoặc số 9 cũng được. Chúng ta đang học là số 8 và số 9. Có thể là chúng ta sẽ điền số 8 cũng được, đúng không? Hoặc là điền số 9 ha. Hoặc là điền, có thể là điền số 9. Rồi chỗ này. Rồi chỗ này gì? Con số 9 sẽ lớn số 8. Này, 8. Cái này gì? 6. Chúng ta đề đến nè, 6 với 7 đúng không? 6 này, 7 này, 8 nữa. Bây giờ hai con 6 và con 8, như vậy con 7 nó chèn ở giữa ha. 7 nó chèn ở giữa này. 6 7 8 7 nè. Cái này tương tự cũng vậy, cái này là gì? 7 8 và 9 ha. Như vậy hai con này, con 7 và con 9, như vậy con 8 chèn giữa. 8 cho này. Rồi bài số 1, rồi bài tiếng số 5, viết số thích hợp của ổ trống. 1, này là 2, này là 3, này là 4, này là 5. 4 này viết tiếp theo là gì? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 thứ 5. 5 thứ 6, 6 thứ 7, 7 thứ 8, 8 thứ 9. Rồi chỗ nào làm gì đây? 1 thứ 2, 2 thứ 3, 3 thứ 4, 4 thứ 5. 5 thứ 6, 6 thứ 7, thứ 8, thứ 9. Này gì? Đếm ngược này nè. 1 thứ 2 nè. 2 thứ 3 nè. 3 thứ 4 nè. 4 thứ 5. 5 thứ 6 nè. 6 7, 7 8. 8 là điểm 9. Rồi bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây nha. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được cái bài học mới nha. Chào các em.